Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Nguyên Cốt cùng với Bếp nha. Hôm nay Nguyên Cốt sẽ giới thiệu tới cả nhà món ăn khá đặc biệt, đó là món tàu hủ thúi của người Đài Loan các bạn. Và quan trọng hơn là Nguyên Cốt sẽ giới thiệu cả nhà cách làm rất là đơn giản nha. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một món nữa, đó là món làm chao các bạn nha. Mình sẽ làm tàu hủ thành chao luôn các bạn. Rất là hay các bạn nha. Rồi nguyên liệu chúng ta sẽ có là tàu hủ bạn nha, mình sẽ cắt nhỏ, mình sẽ đau khô, mình sẽ ủ bạn nha, ủ khoảng tầm 3-5 ngày các bạn. Các bạn ủ kín đó, khi nào mình thấy mà nó móc nó ra cái màu vàng vàng các bạn là ok bạn nha. Nó ủ sẽ có nhiều loại ủ bạn nha, nó sẽ ra nhiều loại men khác nhau. Ok, và sau khi có cái phần tàu hủ mình đã ủ rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu để mình làm cái phần cháo bạn nha. Mình sẽ có muối các bạn, khoảng cỡ 20-30g muối cùng với 10g ớt, 5g cam thảo và 5g xiêm tiêu luôn nha. Đó, nó tạo mùi thơm rất là đặc biệt các bạn. Mình sẽ trộn hết nguyên liệu này lại với nhau nha. Rồi sau khi nguyên liệu này mình trộn với nhau, mình sẽ cho tàu hủ mình đã ủ lên men các bạn. Mình sẽ cho chừng một cái phần nước muối các bạn nha. Tức là mình ngâm với nước muối để diệt hết những cái nào mà nguyên phẩm nào mà như là mấy cái ấu trùng trứng hay ấu trùng của ruồi á bạn, nó sạch sẽ luôn. Rồi mình sẽ cho nước và cùng với hòa với chút muối bạn nha. Đó. Thì về cái ủ cái phần tàu hủ á để mà nó lên men vàng này á, đó đúng cái mùi thơm á, còn mùi thơm với một cái mùi mà hút thúi á, đó mà ăn rất là ngon béo béo các bạn, thì các bạn phải cắt nhỏ nha. Mình sẽ ủ vô cái mẹt mà nó sẽ có cái lỗ thoát khí á, và nhiệt độ đừng có nóng quá, tầm khoảng cỡ 27-28 độ các bạn, nó sẽ lên men rất là tốt nha, khoảng 2-3 ngày là có rồi. Thứ nhất là mình có ủ kín quá các bạn, kín quá nó sẽ không có được lên men tốt nha, phải để cái vi sinh nó không khí vô thì nó sẽ lên men tốt hơn. Và tàu hủ nào mà càng lớn á, thì sẽ ủ lâu hơn các bạn nha, tàu hủ nhỏ sẽ ủ lẹ hơn. Bây giờ mình sẽ lấy tàu hủ, mình sẽ chần một cái phần ngâm nước muối các bạn, diệt hết những vi sinh mà như vi sinh ấu trùng trong đó. Sau đó mình sẽ lăn qua cái phần bột gia vị nãy á, mình sẽ ngâm với cái phần nước rượu để mình để khoảng 7-10 ngày á sẽ hành chao các bạn nha. Nó đơn giản thôi. Ok, và mình đã ngâm được khoảng 50 phút rồi. Bây giờ mình sẽ vớt cái phần tàu hủ này ra và mình sẽ nhúng qua cái phần gia vị nãy mình đã trộn vào, và sau đó mình sẽ cho vào cái lọ các bạn nha. Lọ thủy tinh thì nóc thủy tinh càng tốt các bạn. Không có mình dùng lọ nhựa nha. Rồi ok, sau khi mình đã cho hết những cái tàu hủ lên men á, mà đã ngấm những gia vị rồi đó, mình sẽ cho cái phần rượu vào nha các bạn nha. Các bạn có thể cho rượu, nếu mà rượu nhẹ đó thì các bạn hãy cho rượu không cũng được, còn nếu mà rượu nặng thì các bạn hãy pha thêm nước sôi nha, nước ấm các bạn, cho vào nha. Ok, và sau khi mình đã đổ tới ngang với cái phần mà tàu hủ lên men các bạn, thì bây giờ mình sẽ co lại bạn nha, bịch lại, mình sẽ bắt đầu ủ nha, ủ khoảng tầm 7-10 ngày tới khi tàu hủ nó mềm và rượu nó đã tan hết rồi các bạn. Thì lúc đó mình sẽ thưởng thức thôi, và xong phần chao các bạn nha. Rồi bây giờ đã được 7 ngày hơn các bạn, tàu hủ đã lên men và rất là mềm, rất là thơm và ngon nha. Bây giờ mình sẽ cho ra thưởng thức nào. Đây, cả nhà nhìn ngon không? Đó, tàu hủ rất là mềm và thơm các bạn nha, ăn rất là ngọt, ngon luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ làm tiếp cái phần mà tàu hủ thúi cho các bạn xem luôn nha.
Ok, và tàu hủ thúi mình cũng vậy, mình sẽ cắt cái miếng to hơn chút xíu, rồi mình sẽ ủ cũng khoảng từ 3 đến 5 ngày các bạn nha. Đó, để lên mốc các bạn, đó, các bạn xem thấy không? Nhiệt độ khác nhau, rồi các bạn ủ ở nơi khác nhau, và là tàu hủ lớn nhỏ khác nhau, nó sẽ thay đổi đó, cái phần men lên khác nhau vậy không? Đó, rồi ví dụ mà nếu cái tàu hủ mà khô quá, nó cũng sẽ lên men khác. Tàu hủ mà đặc quá cũng sẽ lên men khác bạn nha. Đó, rất là nhiều lý do. Đó, mà lên men sẽ có mùi vị khác nhau bạn nha. Đó, tàu hủ sẽ hay do đó các bạn. Đó, thì tàu hủ cũng tương tự cách làm của phần chao thôi. Thì mình sẽ lên men, sau đó mình cũng sẽ gọi là nhúng vào cái phần mà nước muối các bạn nha. Đó, để diệt hết những ấu trùng, sau đó mình sẽ tẩm gia vị đó, nhỏ giống nãy đó, sau đó thì mình sẽ chiên lên. Đó, mình sẽ đựng với tương ớt, đó, tương cà, rau gì đó, rất ngon các bạn nha. Ok, và tàu hũ mình đã ngâm nước muối được 50 phút rồi. Bây giờ mình sẽ bớt tàu hũ ra. Đó, mình sẽ chuẩn bị tẩm gia vị, mình chuẩn bị mình chiên thôi nha. Thì tàu hũ này các bạn nào muốn ăn nó thúi hơn thì có thể là ủ lâu hơn nha. Đó, nó sẽ thúi hơn nữa các bạn nha. Đó, tại các bạn muốn nó thúi nhiều hay ít. Rồi có một cách nữa là mình ủ bằng cách mình ngâm với cái nước mà nước măng các bạn, nước hột măng á. Rồi, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái nước mà nước rau củ mà mình ngâm lâu các bạn, nó lên men chua đó, mình sẽ ủ nước từ đó cũng được. Đó, nó sẽ giống bị ở ngoài chỗ như chỗ mình giờ đang hay ủ đó. Đó, kiểu này kiểu ủ theo kiểu cơ bản nhất các bạn nha. Đó. Rồi, bây giờ mình đắp những gia vị muối muối nè, ớt tiêu này đó, những cái gia vị hồi nãy các bạn đó. Đó, mình sẽ chiên các bạn nha. Ok, mình chuẩn bị sẵn một nồi dầu các bạn nha. Đó, mình sẽ chiên ngập dầu các bạn nha. Đó, nó sẽ giòn rồi muốn các bạn vậy đó. Bên ngoài và trong rất là mềm, béo béo bên trong, rất ngon các bạn nha. Đó, có hơi mùi thấm thấm đặc trưng các bạn. Thì các bạn cứ thử làm món này đi, các bạn làm 3-4 lần đó, thì mỗi lần sẽ ra một cái vị thúi khác nhau, nó rất là hay các bạn. Đó, mình đã thử nghiệm vài lần đó, mỗi lần là sẽ khác nhau, tại vì nó sẽ thay đổi tùy theo cái tàu hũ mình mua đặc hay là lỏng, tùy theo các bạn lúc mà các bạn trước khi ủ mình đã làm tàu hũ khô nó sẽ ra men khác, mà tàu hũ còn chút nước sẽ mang khác nha, nhiệt độ nữa ở kín hay là không kín cũng thay đổi luôn, nó sẽ mang khác nữa, rất hay các bạn. Mình tốt nhất là mình nên để tàu hũ nó còn hơi ướt chút xíu và mình ủ vẫn có chỗ cho không khí vô nó sẽ lên men rất là tốt các bạn nha. Đừng có kín quá mà cũng đừng tàu hũ nó khô quá. Đó, các bạn thấy không, tàu hũ mình chiên nên mà rất đẹp nha. Các bạn nào muốn ăn giòn thì chiên lại 2 lần các bạn nha, mình chiên lần đầu sau đó mình chiên được 2 nữa sẽ rất là giòn các bạn, là hơi mà ngon luôn nha. Rồi là xong tàu hũ thúi các bạn, rất đơn giản luôn. Đó, mình chuẩn bị trang trí và mình rất ăn thức ăn các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, chúng ta đã xong một mĩa tàu hũ thúi rồi các bạn ơi. Thúi nhiều hay ít là do mình nha các bạn nha. Ủ nhiều ít sẽ thúi nhiều ít các bạn nha. Ủ đúng cách sẽ rất là ngon các bạn. Rồi chúng ta hãy thử một lần nếm thử món ăn tàu thúi này xem như thế nào các bạn nha. Có hứng thú như là trên bức hương truyền không? Ăn rất là ngon, giòn bên ngoài và thơm thủng bên trong, éo béo bên trong nữa, rất là ngon, chấm với một chút xíu tương ớt tương đen nữa các bạn, đó rất là ngon nha cả nhà nha. Đó, chưa kể gia vị mình đã nêm các bạn, đó rất là thơm luôn, kiểu miền hoa các bạn nha. Xuyên tiêu cam thảo. Rồi tuyệt vời luôn cả nhà ơi, chúc cả nhà có những phút giây thư giãn độc đáo với món ăn này nha. Hẹn gặp cả nhà ở clip sau, bye bye.